Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Thì hôm bữa trên video clip của kênh Chica View có một bạn là kêu mình lên view cái dự án khu dân cư Phúc An Garden ở trên này thuộc về Bào Bàng. Thì hôm nay mình đã đến tới dự án rồi. Thì mình đang đứng ở ngoài cái cổng của dự án này. Đầu tiên là mình thấy khá là đẹp nha mọi người. Khá là đẹp. Này là lần đầu tiên mình đến cái dự án này. Thì để mình chạy vào mình xem cái dự án này như thế nào ha. Xin mời mọi người vào xem ha. Chúng ta lên đường nè. Khu dân cư Phúc An Garden. Rất là đẹp nha. Không biết là có cho mình chạy vào không, có phải khu khép kín không, không biết nữa. Để mình cứ chạy vào đi, ai chặn thì chịu thôi. Này cái khu dân cư Phúc An Garden này có mặt tiền trên đường Thiếu Niên 3 nha mọi người. Thì thấy là đang xây nhà liền kề, xây nhà liền kề. Đây là cái đường chính đi vào đây, nhà liền kề khá là hoành tráng, khá là quy mô ha. Thì cái khu này xin lỗi mọi người vì ho. Cái khu này tổng diện tích của nó theo như mình đọc là tới 289.000 mét vuông, do chủ đầu tư là Trần Anh Rất đầu tư ha. Thì thấy cái cổng bên ngoài vô là thấy rất là đẹp và đang quy mô xây rất là nhiều, quy mô xây rất là lớn nha. Lần đầu tiên vào dự án luôn, hình như ngày xưa từng đã đi qua ngang chỗ này nhưng mà chưa bao giờ vô. Có một người chào hỏi mình nữa, hỏi gì đó. Đúng rồi. Em vừa đi vòng vòng xíu rồi em vừa ra cái bên chỗ nhà mẫu thì không phải không. Cái này là giờ là còn nền bán không? Là do chủ đầu tư hay là có người khác bán lại? Cái này là nguyên bộ sản phẩm của chủ đầu tư thôi. Chưa bán lại hả? Bán lại thì cũng có cách gửi đó. Nhưng mà giờ họ cho nhiều so với giá đó. Ví dụ như cái mặt tiền này giờ giá khoảng nhiêu rồi? Mặt tiền này tụi em còn hàng chủ tư nhiều. Nãy anh nói nền đắt á, nó hết nền đắt. Giờ mình hỏi nên là giờ cái mặt tiền này giá khoảng nhiêu? Nhà thì nó tiền vị trí này nó đang là 1.885. 1.885 là chưa có hoàn thiện chứ xây thô vậy thôi luôn đúng không? Diện tích nó nhiêu vậy? Diện tích nó đắt là 100m. 500m. Sai đó, 512. Là nó 2 lầu hả? Dạ. 1 trệt 2 lầu. Ở trên trục đường này nó dao động từ 1.885 cho tới 2.1 là cái view của nhà mẫu. Đằng cổng là đối diện tầng 3. Được rồi, để mình chạy vòng vòng mình xem được rồi. Còn đất thì khúc ở dưới là ở ngoài thôi, còn 100 hết rồi. Ở ngoài là đất giá nhiêu? Ở ngoài là không phải là ngoài mà nhà nhà 100 dự án luôn nha. Giá 9.5m. 9.5m. Ok. Rồi cảm ơn, cho mình cái card visit luôn đi. Có không? Rồi ok. Cho em xin chốt được không? Được. Có gì xíu nữa em mời vô tham quan nhà mẫu luôn ấy. Tại vì hôm nay mình chỉ chạy vòng vòng mình xem thôi. Ok. Ok. Rồi. Dạ. 0906. 972. 908.
nãy giờ có thằng em sale, một nhân viên sale chạy vào dừng xe mình lại và trao đổi một số thông tin, thì không biết là mọi người có nghe rõ không. Thì cái mặt tiền mà chúng ta đang thấy một trệt hai lầu, diện tích khoảng 100 m² nền á, giá dao động khoảng 1.8 tỷ đó, thì như mọi người quan sát ha. Đây là dự án Phúc Anh Garden, Phúc Anh Garden nha mọi người. Họ đang xây nguyên một cái hệ thống trục đường chính đó, như mọi người thấy đó, nguyên một hệ thống trục đường chính. Thì nãy em nó có bên sale nó có mời mình chút nữa tham quan nhà mẫu, thì nếu có thời gian mình sẽ ghé vào cái nhà mẫu như thế nào, mình sẽ chụp hình rồi mình sẽ đưa lên trên cái video clip mà view cái dự án này luôn cho mọi người xem ha. Bây giờ tiếp tục cái công việc của mình, đó là mình sẽ cùng nhau mình quan sát tổng thể tất cả các dự án này. Hiện tại mình đang chạy cái trục đường chính, tổng diện tích như nãy mình nói là 289.519 m², đất ở là 139.555 m², đất nhà ở hỗn hợp là 4.534, đất ở liền kề là 135.021 m², đất công cộng là 23.529 m², đất cây xanh là 13.048 m², đất kỹ thuật là 10.242 m², đất giao thông là 96.530 m². Đó, đó là những cái thông tin mà trên web họ đưa ra, mình vừa đọc cho mọi người nghe. Ở đây là cái công viên, đây là một cái công viên của Phúc An Garden. Thì mọi người thấy đó là công viên nha, công viên cũng khá là đẹp nha mọi người nha. Nói chung là ở trên đây sale chạy rất là nhiều, mọi người mà có lên đây thì cũng không có gì để mà suy nghĩ hết. Đó, thì mình sẽ chạy sale chạy rất là nhiều, có nghĩa là sale này sợ sale kia lấy của mình nên họ sẽ chạy, họ chạy sale họ sẽ giữ mối. Thì để mình xem nó như thế nào đó, mình sẽ chạy qua bên tay trái vậy. Chạy qua trái mình xem như thế nào đây. Nói chung là mấy em sale này làm mình hơi rối vậy, cứ chạy theo mình nói chút nữa mình gặp mà. Mình vô đây thì ở đây chắc lúc trước cũng ít chăm sóc lắm đây, nhưng mà bây giờ thì họ bắt đầu chăm sóc, họ bắt đầu xây dựng lên, thì tương lai những cái khu vực này nó cũng sẽ sáng sủa ra thôi. Như mọi người đầu tư thì chắc cũng hơi ngán, nhưng mà khi mà họ đã làm ra, họ đã xây dựng cái hệ thống mặt tiền như thế thì quá đẹp, quá tuyệt vời rồi. Đây thêm một cái khu nữa đây. Wow, rất là lớn, rất là quy mô, nhưng mà không thể chạy vào được nhé. Nếu mình chạy vào thì nó đang hiện tại là nhà cửa rất là nhiều, đang xây dựng dở dê, đang xây dựng bỏ vật tư rất là ghê, không thể đi vào được trong đó ha. Đi vào là lũng xe. Chạy view ngay chỗ cái công viên này luôn cho mọi người xem. Vẫn còn chạy được. Wow, có một cái công viên mà có hồ rất là đẹp luôn. Wow, công viên mà có hồ rất là đẹp luôn nè mọi người.
Hồ Thiên Nga nha. Wow, Phúc An Garden nha mọi người. Này là Phúc An Garden. Wow, đẹp quá nè. Đây đường Thiếu Niên 3 thuộc huyện Bào Bàng. Đẹp quá nè. Ở này thuộc xã gì vậy? Này xã gì em? Cái xã này là cái dự án thuộc xã gì vậy? Trừ Vân Thố luôn không? Em cứ về chút đi rồi anh gặp lại chứ. Là anh đang chạy, ừ, chạy theo chi cho mệt. À, anh đang chụp cái nhà đẹp nè. Đi rưỡi hả? À, đẹp á. Đây đẹp quá, dự án đẹp quá ha. À, đằng kia vẫn có đường mà, đúng không? Ở đây có một cái công viên mà có hồ Thiên Nga nữa. Rất là đẹp. Cái nhà bên đây nghe em nó nói là 1,5 tỷ nha mọi người. Nhìn nghe chắc chắn nhà hiện đại nha. Một cái phong cách rất là hiện đại nha. Đó, mọi người thấy không? Đẹp nha. Ồ, đổ ra một công viên rất là hoành tráng. Ồ, ở trên đây mà có cái dự án như thế này là quá tuyệt vời, quá đẹp. Mật độ xây dựng là ok mọi người nha. Wow, chỉnh camera về chính nữa nè. Mình sẽ chạy vòng vòng mình view cái dự án này. Nhưng mà cũng hy vọng là nó không bị cắn đinh nha mọi người. Vô mấy dự án mà đang xây dựng này rất là đáng sợ, đáng ngại cái vấn đề đó nha. Ngại nhất là vấn đề cắn đinh. Ngày xưa mình đi chiếc xe kia, xe đen, giá xe riết. Hồi đó thì không có đi quay clip mà tại ở trong dự án bị cắn đinh liên tục, rất là mệt, sợ luôn á. Mình sẽ chạy qua đây xíu à, qua bên phải chút nè. Mặt tiền giá 1,8 tỷ, 2 tỷ mấy nha mọi người. Nãy cái dạng nhà giải nhà mà xây sẵn rồi mà 1,5 tỷ là quá đẹp, quá ok mọi người nha. Quá ok luôn, quá đẹp. Wow, wow, bên đây cũng rất là đẹp đây nè. Wow, một hệ thống xây dựng hạ tầng rất là đẹp nha mọi người. Wow, lâu lâu chạy lên gặp, lâu lâu mình gặp được một cái dự án đẹp là mình phái liền, thấy tự nhiên thấy rất là vui. Rất là tuyệt vời mọi người nha. Đây là hệ thống hợp tầng, điện thì điện nổi nha, không phải là điện âm. Chạy vòng vòng mình xem. Điện thoại quay phim cũng sắp hết pin luôn. Quá đẹp, hạ tầng làm rất là tốt. Xin nhắc lại, nó tên là Phúc An Garden ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương nha. Đây là một công viên. Nói chung là chủ đầu tư Trần Anh này làm rất là bài bản nha mọi người nha. Đẹp đấy, rất là đẹp. Đẹp. Nói chung để mình ngừng lại mình chụp hình cái công viên này luôn. Thì có gì up lên cho mọi người xem ha. Ok. Cái cửa xe nó cứ kéo lên nó lại chạy xuống mọi người. Đây thêm một cái trục đường nữa đây mọi người thấy không?
thẳng tắp, rất là đẹp. Nhưng mà cỏ lau nhiều quá, cỏ này nuôi bò sữa là khỏi chạy luôn ha. Ở đây không có người vô cắt cỏ nuôi bò sữa ta, cỏ quá chừng cỏ nè. Đề nghị là bên chủ đầu tư cho người dọn dẹp cỏ đồ cho dự án nó càng đẹp hơn nữa. Để về thì nhìn nó xấu. Nãy sale nói rằng là tất cả đều đã được bán, đất nền đều đã được bán, chỉ còn 1-2 lô thôi. Còn cái đường mặt tiền thì của đầu tư, chủ đầu tư họ vẫn đang bán ra. Cái đó là một trệt 2 lầu chưa hoàn thiện, khoảng 1.8 tỷ. Càng ra gần đường thiếu niên 3 thì giá nó càng cao nha mọi người. Lâu lâu thì mình cũng phải gặp được một dự án đẹp để mình view cho mọi người xem nhé. Tối ngày gặp mấy dự án tào lao không thì có gì để xem đúng không? Những nhà mà đã bỏ tiền vô đầu tư của dự án này, khi mà lên thấy cái mật độ xây dựng, tốc độ xây dựng như thế này thì chắc rất là vui đó. Ồ, điện thoại nó báo hết pin. Ok mọi người, dự án này ok. Theo đánh giá cá nhân là ok, đẹp. Gặp dự án đẹp là vui à. Rất là đẹp mọi người nha. Tôi sẽ chạy lên tới cổng luôn. Sợ em sale nó lại chạy theo nữa thôi. Tại mình đi view mà cứ chạy theo thì mình thấy nó cũng ngại. Về sản phẩm thì mua hay không thì tính sao. Thì mình sẽ chạy qua cái nhà mẫu. Đây là cái cổng phía trên. Này là cổng mặt tiền với đường thiếu niên 3 mọi người nha. Đẹp không mọi người? Làm bông hoa đồ cỏ đồ xanh tươi ha. Đẹp quá. Thì chạy qua mọi người nhìn thấy một cái dãy nhà mẫu đó mọi người thấy không? Đó là một cái dãy nhà mẫu. Đây là nhà mẫu đây. Thấy chưa? Tạm dừng clip, déo clip xíu. Chút nữa mình gặp lại sau ha. Để anh vô xem nhà mẫu cái đã. Gặp lại mọi người đây nè. Vẫn đang ở trong dự án của Trần Anh Garden. Phúc An lộn. Phúc An Garden. Thì nãy giờ có trao đổi với sale về vấn đề giá cũng như là nhà mẫu. Thì bên trong nhà mẫu thì rất là đẹp, rất là ok mọi người nha. Nhà mẫu phải nói là rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Cũng không có gì để phàn nàn về dự án này. Về cái mẫu mô hình để mình chạy qua đây coi chạy được không. Thì đây là nãy cái công viên view hồ trung tâm đó mọi người. Trời ơi mình nhìn đẹp quá nè. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Quay qua cho mọi người xem. Đẹp không? Đây là một công viên nữa đây. Rồi rất là đẹp. Nói chung là dự án này khi làm kết hợp với công viên đồ mọi thứ đều rất là đẹp.
Đây không phải là cái view cái hồ nãy nha. Đây một cái công viên khác. Đây là một công viên khác nữa nha mọi người. Để tôi chụp hình lại. Đẹp quá ha mọi người. Quá ok còn gì. Đây mình chạy hướng nào nữa đây. Mình chạy lên đây ha. Dự án Phúc An Garden thuộc xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương mọi người nhé. Đây là một cái hệ thống đất nền còn đây. Nói chung là cái dự án này do Trần Anh đầu tư rất là bài bản, rất là đẹp. Nếu mà họ cho công nhân cắt cỏ đồ nữa thì quá ok. Cái này thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là họ đã làm hạ tầng đồ hoàn chỉnh hết rồi nha mọi người. Thì tôi đang chạy và hôm nay chúng ta lại được một cái dự án đẹp để đưa lên cái kênh Chica View. Nói chung thì rất là vui, mừng cho các chủ đầu tư. Và hy vọng rằng mình về mình nghiên cứu và cảm thấy có sinh lợi và tài chính cho phép thì mình cũng sẽ đầu tư ở đây một nền. Mà chắc không biết nên hay không, cái này đắn đo lắm nha mọi người. Thôi cái video clip mà quay về cái dự án Phúc An Garden ở huyện Bầu Bàng, xã Trừ Văn Thố, ở tỉnh Bình Dương đến đây là hết rồi ha. Và xin chúc mọi người vui vẻ và có nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video clip quay về một dự án khác. Trong quá trình xem mà nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm. Và mong rằng được sự ủng hộ nhiều hơn mọi người bằng cách bấm đăng ký ủng hộ kênh. Đó là một cái động lực, đó là niềm vinh dự của kênh Chica View. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Đây là đường Thiếu Niên 3, mình đang quẹo ra. Bye bye. Bye bye mọi người nha.